xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh quỳnh mai tv xin chào cô chú anh chị em và các bạn hôm nay quỳnh mai xin giới thiệu với các bạn một loại cây trồng trong nhà đó là cây trầu bà xẻ lá à, nó xuất phát từ indo thì các bạn nhìn thấy đây là cây trầu bà xẻ lá của mình à, loại đặc biệt chứ không phải là loại lá xanh à, bình thường đây là loại trầu bà xẻ lá nhưng mà nó có màu trắng uh, xen lẫn với màu xanh lá cây các bạn uh, rất là đẹp và rất là quý uh, khi mà mình mới mua uh, ở trên online thì mình mua uh, chỉ có một cây bé tí xíu mà 200 đô thì hôm nay Quỳnh mai xin chia sẻ với các bạn là mình uh, bán được cái cây cầu bà xẻ lá này À, với giá là 1.200 đô nha các bạn Và có người à, đã đặt mua rồi Thì mình à, sẽ ship đi Thì à, hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn cách trồng à, cây trầu bà xẻ lá này nha Thì khi mà mình nhận được cái hàng online ship đến nhà mình Thì trước hết các bạn mở ra Rồi à, à, các bạn đem bỏ hết những cái uh, uh, moss mà người ta quấn xung quanh cái rễ để cho nó ở trên uh, một mặt phẳng cho nó uh, khô uh, cái nước xong rồi uh, mình mới uh, đem vào trồng vào trong chậu nha các bạn. Nhưng mà cách sau đó một ngày uh, một ngày trước thì mình sẽ đem uh, cái uh, rửa sạch những cái rễ mà người ta dăm cành cho mình đó các bạn ở trong đó có mốt rồi có đất mình rửa cho sạch rồi mình ngâm vào trong nước trong một cái ly nước cho nó hút nước tại là trở lại tại vì trong quá trình shipping nó ở trong cái hộp ở bưu điện thì nó mất nước <laughs> hoặc là người ta cái người bán đó, người ta nhúng nước nhiều rồi bị trong một thời gian cả tuần thì mới tới tay mình thì mình sẽ đem nó ra mình rửa sạch rồi mình ngâm vào trong cái nước mới thì qua ngày hôm sau thì mới bắt đầu trồng thì khi quỳnh mai nhận được cái cây này thì nó chỉ có một lá duy nhất các bạn và ở dưới chỉ có hai cái rễ thôi, non thôi đó là người ta đã chiết uh, chiết nhánh rồi người ta mới cắt ngang bản cho mình thì uh, trước khi mà mình trồng xuống đất thì mình ngâm vào trong cái ly nước trong uh, ly nước đó mình có để uh, cái uh, nước uh, để cho rễ uh, nó tốt hơn trước khi ngâm cái nhánh À, vào trong ly nước thì quỳnh mai dùng cái chai này các bạn gọi là super Brew trong đó à, người ta chế cái chất để giúp cho cái rễ cây à, nó tốt tươi tốt không có bị uh, chết các bạn thì mình à, nếu mà cây lớn thì mình dùng một cái nắp này mình pha với một lông nước rồi mình mới ngâm cái rễ cái cây vào hoặc là mình À, đổ vào trong cái gốc cây còn à, bây giờ thì Quỳnh mai chỉ bỏ một giọt nước của super Real vào trong một cái ly à, ly nhỏ ly nước nhỏ à, khuấy cho nó hòa tan rồi mới ngâm cái cây cho um, bà xe lá này vào các bạn thì mình ngâm một ngày một đêm sau đó mình mới đem đi trồng thì ở trong cái chậu trồng đó mình dùng đất uh, Potting Mix môi trường cầm cái ba màu xanh à, ba màu xanh dương chuyên dùng để trồng cây trong chậu các bạn đó à, thì các bạn nhìn thấy à, cái đất đó màu đen thui luôn và người ta có trộn sẵn phở lai nhưng mà Quỳnh mai cũng uh, pha vào trong đó một chút phở lai thêm nữa để cho nó dễ thoát nước các bạn đó thì các bạn nhìn thấy uh, mình để phở lai vô trong này rất là nhiều rồi khi mà khi mà mình nhận nó chỉ nó chỉ cái một lá duy nhất như cái lá này thôi các bạn như cái lá này thôi rồi mình trồng vào trong chậu thì hôm nay nó đã lớn lên rất là nhiều à, chiều cao của nó cỡ được chừng à, 20 inch các bạn à, thì mình à, chiết ra được thêm hai chậu nữa thì các bạn nhìn thấy là từ cái trong cái nhánh của nó ra à, các bạn nhìn thấy nè nó có ra rễ như thế này nè, từ trong cái nhánh lá nên huỳnh mai mới uh, bắt đầu khi mà uh, cái cây này nó mọc cao lên, nó cho ra những cái nhánh lá. Uh, đó các bạn nhìn thấy. Nó cho ra nhánh lá rồi cho ra rễ nên huỳnh mai mới uh, cắt nó đi để ôm uh, đi cây khác và cái cây mẹ này mình đã bán rồi các bạn một à, 200 hai đô thì các bạn nhìn thấy à, cây trầu bà xẻ lá này à, nó rất là quý người ta rất là ưa chuộng khi mà mình đi đến nursery, à, ở à, Đan Lạt thì mình thấy một cây y hệt như vậy mà cao hơn à, cỡ 30 mươi in thì người ta bán tới giá ba 000 đô đó các bạn đó thì à, lúc đầu mình cũng không có à, nghĩ là giá cao như vậy nhưng mà mình đi lại à, coi cái bảng giá thì thực sự là 3.000 đô nên mình mới bán cái cây này 1.200 đô và có người mua thiệt đó các bạn còn à, khi mà mình mua ở trên online chỉ có cái một là cái lá như thế này với rễ À, với một cái nhánh Thì à, đã là 200 đô rồi các bạn Bây giờ mình nuôi lớn lên Thì mình bán với giá 1.200 đô Thì mình nghĩ cũng à, à, được giá các bạn Rồi khi mà mình trồng Mình nhận được cái hàng online đó về Mình ngâm vào trong cái súp bờ riêu Để cho cái rễ nó mạnh lên Nó không có à, à, bị chết thì um, mình mai trồng vào trong chậu à, các bạn nhìn thấy trong chậu này có đất rồi có phở lai có đủ thứ luôn thì hôm nay nó đã lớn lên như thế này thì khi mà các bạn nhìn thấy cây trầu bà là một loại dây leo muốn nó lớn lên thì mình phải làm một cây trụ để cho nó dựa vào thì cây trụ đó Quỳnh mai dùng là một cái cây uh, bình thường rồi chung quanh mua cái mình mua cái uh, sơ dừa mà người ta bán ở trong lô đó các bạn về mình xé ra rồi mình quấn chung quanh cái cây uh, thì quỳnh mai quấn trong cái cây này chiều cao cỡ một mét các bạn đó quấn tròn chung quanh cây để cho cái rễ của cái cây trò bà này nó bám vào uh, để cho nó thẳng đứng thì nó mọc leo lên tới đâu thì mình cột lại tới đó thì cái dây trầu bà của mình nó thẳng đứng và nó xòe những cái lá ra à, xung quanh rất là đẹp thì các bạn nhìn thấy đây là những cái lá mới của nó nó đang nó đã ra rồi thì nó có lũng rất là nhiều lỗ các bạn nhìn thấy nên người ta mới gọi là trầu bà xẻ lá nhưng mà loại này thì là loại đặc biệt nên nó có những cái đốm trắng ở phía trong người ta rất là ưa chuộng và cái thứ này à, rất là mắc tiền nha các bạn tại vì nó có màu trắng nè nó rất là mắc tiền còn chờ à, bà xe lá màu xanh thì à, lúc này là thông dụng rồi mình đi đâu mình cũng thấy còn cái, cái trầu bà xe lá này thì còn hiếm nha các bạn mình đi mình thấy như người ta giết ra những cây nhỏ nhỏ cỡ chừng à, à, năm mười in thôi người ta để trong lòng kiến để bán cho mình cho người nào muốn mua thì mua đem về trồng đó thì nó rất là đẹp nó có màu trắng xen lẫn với màu xanh lá cây đó thì nói về cái phong thủy thì cây trà bà xẻ lá này có phong thủy cũng rất là tốt đem lại những điều may mắn cho người trồng rồi nó cũng sản xuất ra oxy rồi hút đi những chất độc ở trong máy móc như computer những cái khí độc ở trong nhà các bạn hút khí carbon rồi ngã ra oxy giống như những cây trầu bà khác có điều đặc biệt là nó đẹp nó có màu trắng vậy đó thôi đó thì à, quỳnh mai À, chia sẻ với các bạn là mình bán cây trò bà này à, được 1 hai rồi mình còn chiết ra được hai cây con nữa các bạn à, cây trò bà này chiết rất là dễ tại vì ở những cái à, à, mắt lá của nó tự động nó mọc ra rễ các bạn mọc ra rễ lòng thòng thì mình à, muốn trồng thì mình cắt ngang cái mắt lá đó mình à, cắt ở phía trên đó các bạn còn uh, các bạn muốn chiếc uh, bằng cách bó thì mình cũng có thể bó ngay chỗ mắt lá rồi mình mới cắt đó thì uh, hôm nay quỳnh mai uh, chia sẻ uh, cách trồng cây trầu bà uh, sẽ lá uh, rất là đẹp và chia sẻ với các bạn là mình uh, bán được uh, bán được rất là nhiều tiền nhưng mà À, mình cũng để dành lại được hai cây đó các bạn à, và mình trồng cây trà bà xe lá này ở trong nhà à, thì mình nhận được phong thủy rất là tốt à, rồi à, có tác dụng là sản xuất oxy rồi à, hút đi khí carbonic à, nên không khí ở trong nhà mình rất là tốt các bạn à. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Hạnh Mai chúc các bạn vui khỏe bình an à, hạnh phúc. À, các bạn à, ủng hộ mình à, đăng ký chia sẻ để à, à, mình có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn. Vậy xin chào tạm biệt hẹn với các bạn video kỳ sau.